Xin chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật doanh nghiệp chính thức được Quốc hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 với mục tiêu cao nhất là trao cho doanh nghiệp một công cụ để thực hiện công việc kinh doanh rẻ hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của Luật doanh nghiệp năm 1999 và 2005, đồng thời khắc phục những điểm hạn chế, bất cập của quy định hiện hành và thể chế hóa các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Luật doanh nghiệp năm 2014 đã có những quy định mới nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sau hơn 3 năm triển khai đã có những bất cập nảy sinh từ quá trình thực thi. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi tiếp tục phản ánh những bất cập đó trong về đề tài Luật doanh nghiệp còn nhiều ngổn ngang. Phần 2, kính mời quý vị cùng theo dõi. Không thể phủ nhận những cải cách đột phá của Luật doanh nghiệp năm 2014 đã mang lại những thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai đã có nhiều bất cập nảy sinh. Bất cập đó có thể đến từ nhiều phía, từ sự chồng chéo của các quy định pháp luật, từ bản thân doanh nghiệp và cũng có thể từ phía cơ quan thừa hành pháp luật. Ghi nhận của phóng viên VTV. Là một doanh nghiệp non trẻ mới gia nhập thị trường được gần 5 tháng. Nhìn lại quá trình đăng ký lại để đưa doanh nghiệp của mình vào hoạt động với rất nhiều sự thay đổi, đại diện doanh nghiệp này đã có rất nhiều chia sẻ về những khó khăn trong quá trình này. Đầu tiên là về cái đăng ký thay đổi tên và thay đổi hình thức kinh doanh á, thì nó mất khoảng một tháng. Sau đấy thì mình phải làm về thay đổi mẫu dấu để đăng ký tài khoản ngân hàng, thì nó mất khoảng gần một tháng nữa. Bên luật sư thì mình cũng nghĩ có một cái điều là họ cũng chưa rõ cần có giấy tờ gì để hoàn thành những cái thủ tục đấy. Thế nên là rất là nhiều lần, khoảng 3-4 lần đến ở mỗi công đoạn, họ lại yêu cầu mình những cái giấy tờ khác nhau và phải làm lại rất là nhiều lần. Tôi đã phải chạy lại, chạy lên sở kế hoạch đầu tư, chạy lên bên luật sư để xem những giấy tờ gì cần thiết. Bởi vì bên tôi thực sự là về vấn đề thời gian rất là cấp bách. Mình rất là cấp bách để đưa công ty vào hoạt động. Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp đăng ký online tưởng chừng đơn giản và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Đấy là bây giờ chúng tôi đưa ra cái chính sách mà nộp online ấy, thì chúng tôi cũng không biết các bước thực hiện như thế nào và hướng dẫn ở đâu. Khi mà chúng tôi lên sở kế hoạch đầu tư ấy, thì họ cũng không hướng dẫn cụ thể chúng tôi phải làm như thế nào. Thì tôi cũng phải đi sang bên là bên thứ ba, bên luật. Thì tôi phải là đưa các giấy tờ online cho bên luật thứ ba. Sau đấy họ sẽ nộp lên sở. Sau đấy rồi thì tôi lại phải chuyển cho họ bản cứng. Thì thứ nhất là nó rất mất thời gian. Và thứ hai là mình không chủ động được về thời gian. Mình phải phụ thuộc bên thứ ba đấy. Phần mà đăng ký qua mạng, đăng ký online, thì phần đấy thì thường mất thêm một ngày để đối chiếu hồ sơ. Vì 3 ngày làm việc trên cổng thông tin rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì phải mất thêm một ngày để đối chiếu hồ sơ nữa, để nhận kết quả. Hiện nay thì trên thực tiễn là kể từ khi mà cái người mà có ý định thành lập doanh nghiệp, họ thực hiện thành lập doanh nghiệp và họ nộp hồ sơ đăng ký qua cổng thông tin điện tử, thì trong vòng 3 ngày họ mới nhận được cái thông báo trả lời là hồ sơ có hợp lệ hay không. Và nếu như mà hồ sơ hợp lệ thì họ thông báo để cho doanh nghiệp mang cái hồ sơ gốc đến để đối chiếu và để nộp cái hồ sơ gốc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là như thế này, là giữa cái việc nộp hồ sơ qua cái cổng thông tin điện tử, hay nói một khác là chúng ta dùng công nghệ để nộp hồ sơ, là một điểm lẽ ra là khá là tốt. Nhưng chúng ta vẫn bắt buộc phải nộp một cái bản hồ sơ cứng, tức là hồ sơ bằng giấy đi kèm với nó, để mà được cấp, tức là sau khi đối chiếu và nhận hồ sơ gốc thì mới được cấp. Và từ lúc mà nhận cái hồ sơ gốc thì thông thường thì cũng khoảng 2-3 ngày. Do vậy thì thời gian của chúng ta tính đơn giản nhất là 3 ngày kể từ lúc mà nộp hồ sơ qua cổng thông tin. Và 3 ngày sau khi mà chúng ta có cái xác nhận là nộp hồ sơ gốc vào cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Vậy thì ở đây là cái thời gian nó đã gấp đôi rồi. Để giảm thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp xuống còn 3 ngày làm việc khi luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực, các cơ quan chức năng đã có kế hoạch thực hiện thủ tục liên thông giữa các bộ ngành để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường.
Tuy nhiên, thực tế sự liên thông chưa đạt được kết quả như kỳ vọng của doanh nghiệp. Chẳng như ngành tài nguyên môi trường, hiện nay thủ tục hành chính nó phải liên quan đến nhiều ngành khác như là thuế, như là xây dựng hay nhiều ngành nữa. Chứ nếu mà như công chứng, như ngân hàng, nếu mà chỉ tập trung cho một số lĩnh vực thì rõ ràng là chưa thuận lợi. Hay là thủ tục xây dựng và thủ tục phòng cháy chữa cháy. Mặc dù hiện nay Bộ Xây dựng và cơ quan phòng cháy chữa cháy đã có sự liên thông, nhưng mà liên thông ở đây mới trao đổi thông tin thôi, chưa có thống nhất về dữ liệu, chưa có xử lý chung trên một bộ hồ sơ. Chính vì vậy mà cần phải thúc đẩy liên thông để rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp hơn nữa. Với quy định mới về con dấu doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2014, con dấu của doanh nghiệp chỉ mang tính chất là dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp do doanh nghiệp tự thiết kế. Không phủ nhận lợi ích của việc doanh nghiệp có hơn một con dấu, nhưng do việc quá quan trọng ý nghĩa của con dấu đã ăn sâu vào tiềm thức của doanh nghiệp, nên cải cách về con dấu của Luật Doanh nghiệp 2014 chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Bản thân các doanh nghiệp thì bây giờ là có lẽ rằng là ăn mòn rất lâu vào những cái nước mà theo hệ thống như chúng ta hay là Trung Quốc, chúng ta đang dùng con dấu. Nhưng các nước như là châu Âu hay là Mỹ chẳng hạn, thì họ không có thói quen là trong giao dịch của mình họ có một con dấu của doanh nghiệp. Và chính vì vậy cho nên là các chủ doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là chủ doanh nghiệp hiện nay, thì thấy là thay đổi con dấu gầy và béo đã thấy là nó làm cái gì đấy nó nghiêm trọng rồi. Vậy thì khi mà chúng ta bỏ hẳn đi thì đôi khi chúng ta thấy là thì tự dưng khi mà chúng ta dùng quá lâu rồi, chúng ta từ bỏ thì nó sẽ có một khoảng trống. Và chúng ta có dám bỏ đi cái suy nghĩ của mình để mà làm quen với việc đó hay không? Và cùng với việc đó thì làm sao cho cái cộng đồng doanh nghiệp có cái niềm tin với nhau? Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp được coi là thủ tục khai sinh ra doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giấy khai sinh của doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, một trong những vấn đề tồn tại đang gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, đó là tình trạng các văn bản pháp luật được ban hành trước thời điểm Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực vẫn chưa được điều chỉnh hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với những cải cách của luật này. Ngoài ra, còn có những hạn chế khác về mặt nội dung mà những nội dung đó gây vướng cho doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp thì ở góc độ nào đó thì khá là cởi mở, đặc biệt là đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ví dụ như chúng ta nói như là nghề bác sĩ, nghề luật sư, nghề công chứng chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta nói đơn cử là quy định về công chứng thôi. Thì nghề công chứng thì theo luật doanh nghiệp thì đơn giản anh đăng ký một cái ngành nghề trong đó có công chứng. Và đối với hoạt động công chứng thì cái người mà đứng đầu cái doanh nghiệp đó thì họ phải có cái tư cách là công chứng viên. Với luật sư, nghề luật sư cũng vậy. Nhưng đối với cái nghề công chứng mà theo quy định của luật công chứng chẳng hạn, thì họ phải đáp ứng những yêu cầu, một là về mặt hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả gì, quy mô trụ sở, các vấn đề liên quan đến quản lý thông tin cũng như là cái hệ thống mà có thể kết nối được với cái hệ thống công chứng của toàn quốc. Vậy thì ở đây là luật thì quy định rất là mở đối với luật doanh nghiệp, nhưng đối với luật chuyên ngành thì lại quy định chặt chẽ hơn. Đây chỉ là một ví dụ điển hình về sự thiếu thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Chính điều này đang cản trở việc thực hiện những cải cách của Luật Doanh nghiệp năm 2014, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, gây rủi ro trong quá trình đăng ký cấp phép đầu tư, tạo tâm lý thiếu tin tưởng vào sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, cũng như việc tuân thủ, triển khai thực hiện của các bộ ngành và cơ quan quản lý nhà nước. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 là điều cần thiết. Tuy nhiên, sửa như thế nào, các bước thực hiện sẽ ra sao sẽ vẫn cần phải bàn tính cụ thể. Vậy các chuyên gia pháp lý có những ý kiến như thế nào? Doanh nghiệp mong muốn gì nếu Luật Doanh nghiệp 2014 được sửa đổi trong năm nay? Kính mời quý vị đến với những ghi nhận sau của chúng tôi. Với những quy định theo sát vòng đời hoạt động của một doanh nghiệp từ lúc gia nhập thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức lại cho đến lúc giải thể, rút lui khỏi thị trường, không thể phủ nhận, Luật Doanh nghiệp 2014 đã mang lại những thuận lợi nhất định cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2015 khi Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực đó, thì về các doanh nghiệp thì đăng ký dễ dàng hơn trước đây. Thì hiện nay cũng chỉ là 3 ngày làm việc thôi, trước đây là 5 đến 7 ngày.
thì các chuyên viên một cửa thì đủ hồ sơ về mặt hình thức theo đúng luật là họ nhận hồ sơ vào về phần nội dung ấy, thì trong chuyên viên trong phòng thì chỉnh sửa thôi. Nhưng mà đúng là 3 ngày làm việc luôn. Tuy nhiên sau 3 năm, với những khó khăn thực tế mà doanh nghiệp đã và đang gặp phải, luật doanh nghiệp 2014 chưa giải quyết được triệt để các khó khăn khi gia nhập thị trường đúng như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Đã đến lúc cần xem xét sửa lại luật này trong thời gian tới. Sửa ở đâu và sửa những gì có lẽ sẽ cần sự chuẩn bị và tham vấn ý kiến của nhiều bên, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. Việt Nam vẫn cho rằng là gia nhập thị trường chỉ là thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh mà thôi. Nhưng mà theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, theo đánh giá của thông lệ quốc tế, thì gia nhập thị trường là bao gồm trình tự thủ tục của rất nhiều thủ tục về đăng ký kinh doanh, về thủ tục thuế, thủ tục con dấu, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội. Thì những cái thủ tục đấy, chính vì vậy mà cải cách về gia nhập thị trường không chỉ tập trung cải cách vào cái đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh, mà cần phải có sự liên thông giữa các thủ tục. Bộ Kế hoạch Đầu tư thời gian tới thì nên chủ trì để thúc đẩy cái sự liên thông thủ tục này, để làm sao mà doanh nghiệp, người khởi sự kinh doanh, người ta chỉ đến một chỗ và có thể được giải quyết thuận lợi, không chỉ một thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà có thể 5, 6, 7, kể cả 8 thủ tục liên quan. Cái mong muốn sâu xa của chúng tôi lần này trong việc cải cách con dấu không chỉ đơn thuần mà nhìn bề nổi, đó là cải cách thủ tục hành chính, mà đấy đơn thuần là thúc đẩy cái sự an toàn hơn trong các cái giao dịch kinh doanh và giao dịch dân sự, thì đấy là cái mục tiêu. Và như vậy thì chúng ta hình dung ra cải cách về cách thức quản lý con dấu, bãi bỏ thủ tục hành chính chỉ là một phần của cái lợi ích. Nhưng cái lợi ích lớn hơn là chúng tôi đã và đang nhìn thấy là hiện nay sau 3 năm thực hiện luật doanh nghiệp, với những cái cải cách ban đầu về quản lý con dấu thì rõ ràng các doanh nghiệp bắt đầu có những cái sự thay đổi trong giao dịch dân sự và kinh tế, và các bên bắt đầu có tìm hiểu nhau kỹ càng hơn, đánh giá nhau một cách thực chất hơn, và người ta tập trung vào ký các hợp đồng mà tính khả thi cao hơn so với trước đây. Một khi chúng ta đã chấp thuận cái việc là cho phép đăng ký trên hệ thống tờ khai điện tử, thì chúng ta cần, một là chúng ta có những cái trường trên cái hồ sơ mà được hướng dẫn trên cái cổng thông tin ấy, hướng dẫn cho những người mà họ thành lập doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn, tiện lợi hơn và đơn giản hơn, để dẫn đến việc là người ta khai họ không có thể không bị nhầm khi mà họ nộp hồ sơ điện tử, tránh cái việc là họ nộp hồ sơ rồi thì vẫn phải sửa hồ sơ. Cái điểm thứ hai ấy là về mặt quan điểm thì tôi cho rằng là khi mà chúng ta đã chấp nhận cái việc khai hồ sơ điện tử thì chúng ta nên chấp nhận một cái tính là họ tự chịu trách nhiệm của những cái chủ thể khai này. Những cái việc mà bổ sung cái hồ sơ gốc để đối chiếu thì chúng ta thấy là có cần thiết hay không cần thiết, khi mà cái người mà họ là thành lập doanh nghiệp ấy, họ tự chịu trách nhiệm về cái tính trung thực của cái hồ sơ họ khai. Thực ra là mình thấy những cái thủ tục bây giờ của nhà nước cho doanh nghiệp mới tương đối là đơn giản hơn, đơn giản hóa hơn, và các doanh nghiệp mới cũng rất là dễ để đăng ký. Điều mà mình mong muốn đây là những cái doanh nghiệp mới có một nơi để học, để biết thông tin làm sao để đăng ký, nộp giấy tờ ở đâu và nộp giấy tờ như thế nào. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, có bạn Nguyễn Thùy Trang ở Bắc Ninh gửi thư về chương trình và hỏi: tôi có nhu cầu muốn tư vấn vấn đề cụ thể như sau. Tôi đang làm thủ tục thanh toán tiền thuốc là dược phẩm và vật tư y tế, thì một cá nhân đã xuất hóa đơn bán lẻ thuốc cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì tôi thấy mã ngành nghề kinh doanh của người này là 59, nghĩa là kinh doanh bán lẻ khác. Tôi không hiểu với ngành nghề kinh doanh là bán lẻ khác thì liệu người này có thể kinh doanh thuốc được hay không? Và nếu đối với các loại thuốc không cần kê đơn thì có cần phải có giấy phép kinh doanh ngành nghề thuốc mới được bán hay không? Xin cảm ơn luật sư, mời luật sư trả lời. Theo quy định của luật doanh nghiệp thì tổ chức hoặc cá nhân hoàn toàn có quyền được chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh của mình. Và sau khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh của mình, tổ chức cá nhân phải thực hiện hoặc việc đăng ký kinh doanh ngành nghề mình đã lựa chọn và kinh doanh đúng ngành nghề mình đã đăng ký. Thì trong trường hợp này, theo thông tin mà bạn cung cấp, ngành nghề kinh doanh của cửa hàng bán thuốc là mã ngành 59 là bán lẻ khác.
thì chiều theo quy định pháp luật tại quyết định số 27 năm 2018 thì không phù hợp. Bởi vì theo quyết định số 27 năm 2018 thì mã ngành nghề của bán lẻ thuốc là 4772 chứ không phải 59. Vì vậy cho nên trong trường hợp đăng ký kinh doanh mã ngành 59 mà kinh doanh dịch vụ bán lẻ thuốc là không đúng quy định pháp luật. Thưa luật sư, có anh Nguyễn Văn Thi ở Hà Nội gọi điện về chương trình và hỏi công ty chúng tôi muốn chuyển trụ sở chính đến một địa điểm khác ở trong tỉnh thì phải làm thế nào? Công ty của chúng tôi là công ty cổ phần, mong được nhận được sự tư vấn nhanh chóng từ phía luật sư ạ. Xin cảm ơn luật sư. Mời luật sư trả lời ạ. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên là chúng tôi trả lời cũng sẽ được gãy gọn hơn so với một số thính giả khác. Thì trong trường hợp câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là bạn muốn thay đổi trụ sở chính trong tỉnh nhưng bạn không nói rõ là có trong cùng một quận hay không. Thì trong trường hợp nếu như bạn thay đổi từ quận nọ sang quận, từ quận này sang quận kia thì bạn phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế người ta cho bạn một cái văn bản đồng ý chấp thuận bạn chuyển sang quận khác và bạn phải thực hiện hết các nghĩa vụ thuế của mình đối với trụ sở cũ. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ đối với trụ sở cũ thì chi cục thuế của trụ sở cũ sẽ cho bạn một cái văn bản và kèm theo cái văn bản đó bạn sẽ phải gửi thông báo lên Sở Kế hoạch Đầu tư. Kèm theo thông báo của Sở Kế hoạch Đầu tư thì bạn vẫn phải có biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở và kèm theo thông báo ngoài cái biên bản họp của đại hội đồng cổ đông ra thì bạn cũng phải có quyết định về việc thay đổi trụ sở. Và trong thời hạn 3 ngày, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ của bạn. Nếu trong trường hợp hồ sơ của bạn chưa hợp lệ thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản và nêu rõ lý do chưa hợp lệ. Còn nếu trong trường hợp hồ sơ của bạn đã hợp lệ rồi thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét và cấp phép cho bạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với địa điểm trụ sở kinh doanh mới theo như bạn đã đăng ký. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.